Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh Di Động MV, chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2023, thì lời đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đang xem kênh của em. Một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc các bác nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bớt một chút thời gian ra cho em xin một nút đăng ký kênh ở dưới video ấy. Các bác nhìn cái chữ đăng ký các bác bấm vào đấy các bác nhé. Vào mỗi buổi tối thì em sẽ review cho các bác xem những sản phẩm Samsung chính hãng hoặc những dòng điện thoại Samsung chính hãng. Đấy, giá cả cực kỳ hợp lý luôn. Bên em thì ship hàng trên toàn quốc luôn các bác nhé. Mỗi một ngày thì em sẽ lên sóng review cho các bác xem. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh. Để hàng ngày thì em sẽ quay video lên review cho các bác xem những sản phẩm của cửa hàng điện thoại Di Động MV. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu cho bác những sản phẩm bên em đang có. Thì phải nói trong mấy ngày vừa qua các bác cũng ủng hộ bên em rất là nhiều. Hàng cứ đi lại về liên tục luôn các bác nhé. Và bây giờ em sẽ giới thiệu nhanh cho các bác theo thứ tự lần lượt từ máy rẻ tiền, sau đó tăng dần lên máy cao tiền. Hình thức mua hàng thì các bác đọc vào mục mô tả của video các bác nhé. Ngày nào cũng nói rồi là các bác nếu ở xa thì qua thì cọc tiền em ship hàng cho bác đến tận nơi. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Ok, hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác những cây máy từ máy rẻ tiền sau đó tăng dần lên. Đầu tiên giới thiệu cho bác một con Samsung Galaxy S8 phiên bản Hàn Quốc. Cây này thì hình thức của nó cũng loanh quanh tầm 96-97%. Các chức năng hoạt động ok, màn hình Infinity cực kỳ đẹp luôn. Một con Samsung Galaxy S8, màn hình sáng đẹp, trong veo các bạn nhé. Phiên bản Hàn Quốc RAM 4/64GB, máy rất đẹp luôn, màn hình cong tràn viền này các bạn này. Cây này thì tỷ lệ màn hình 18.5:9 này. Đấy, camera các kiểu chụp ảnh ok luôn các bạn nhé. Vân tay, khuôn mặt, móng mắt các kiểu đầy đủ luôn. Cây này hiện tại giá là 2 triệu, một con Samsung S8 phiên bản Hàn Quốc. Một cây máy thứ hai em sẽ giới thiệu cho bác, đây chính là một con Oppo A53. Em sẽ dành khoảng 5 phút đầu tiên giới thiệu những cái cây máy lặt vặt này đi các bác nhá. Oppo A53, cây này thì phiên bản gọi là quốc tế. RAM 4/128GB, pin 5000, hình thức lưng hơi xấu một tí, viền tương đối đẹp các bác nhá. Màn hình đẹp keng, nói chung là dùng ốp là ok. Cây này là Oppo A53 các bác nhá, A53 này. Đấy. Hiện nay trên thị trường em nói thật với các bác, trên thị trường hiện nay cái dòng Oppo nhá, RAM 8/256GB fake, người ta gọi là hàng fake bộ nhớ với fake thì RAM rất là nhiều. Thực tế của nó không được RAM 8 đâu các bác nhá. Còn đây là RAM 4 là 4 thật chứ không phải 4 ảo đâu các bạn. Đấy, RAM 4/128GB là RAM thật các bác nhá. Và cây này thì hiện tại là pin của nó là pin 5000, Oppo A53, cây này giá là 1.800.000, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình nha các bác. Cây này sạc cáp và giá màn hình thôi, ốp lưng thì em không có các bác nhá. Và một cái máy thứ hai, đây chính là một con Samsung Galaxy A22 phiên bản Samsung Việt Nam. Cây này thì phiên bản chính hãng, hai sim hai sóng, hình thức hơi lưng hơi xấu một tí này. Đấy, lưng hơi xấu, viền hơi phẩy này. Nói chung là vỏ hơi phẩy một chút. Cái này nó vỏ nhựa, hai sim hai sóng, màn hình sáng đẹp, không AMO. Màn hình AMOLED luôn, pin 5000, RAM 6/128GB. Bác nào mà cần một cây máy chất lượng thì các bác có thể lựa chọn cây A22 này. Hai sim hai sóng, các chức năng hoạt động ok, có ghiêm cục gọi có nhá, camera các kiểu ngon lành cành quất luôn. A22 phiên bản Samsung Việt Nam, giá 2,5 triệu các bác nhá. Và một cái sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác một con Samsung Galaxy, đấy, lút 10 5G. Con này thì phiên bản Hàn Quốc, hình thức thì loanh quanh tầm 98%, các chức năng hoạt động ok. Cây này thì bị lỗi là lỗi mở khóa bằng cái vân tay, còn anh em mở khóa khuôn mặt bình thường nhá. Đây, ví dụ như khuôn mặt mở vào ấy, một phát ăn ngay luôn, không có cái chuyện phát thứ hai. Các bác vẫn mở khóa khuôn mặt bình thường. Đây, ví dụ như này này, đấy, có nhìn chưa, thì các bác có thể mở khóa khuôn mặt này, có nhìn đấy. Cái này thì lỗi chức năng là mở khóa bằng vân tay thôi, còn khuôn mặt bình thường, phiên bản Hàn Quốc, một sim, RAM 12/256GB, màn hình sáng đẹp chuẩn chỉ, các chức năng hoạt động ok. Cây này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 3,9 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện này, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình 3,9 triệu, một con Samsung Galaxy lốt 10 5G. Và một cây máy tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác thì đây chính là một con Huawei Nova 3i. Con này thì RAM 4/128GB, giá thành lý 1.200.000 các bác nhá. Đấy, RAM 4, bộ nhớ trong là 128, các chức năng hoạt động ok, hai sim hai sóng, Huawei Nova 3i. Đấy, Huawei này nhiều bác thì cũng không biết cái thương hiệu này, nhưng mà nếu mà thực tế của nó thì cái dòng Huawei này rất là bền và ngon các bác nhá. Cây này hiện tại giá là 1.200.000, gọi thanh lý các bác nhá. Thanh lý Huawei Nova 3i. Và một cái sản phẩm tiếp theo thì đây chính là một con Oppo F5. Cây này thì thanh lý 900k. RAM 4/32GB, phù hợp cho các bác mua về gọi là nghe gọi, chơi Facebook, Zalo, các kiểu xem phim gọi là sơ cua cơ bản các bác nhá. Cái này thì màn hình của nó bị dạn một tí kính, đây dạn kính từ đây sang đây. Nói chung là dạn kính, 900.000. Một con Oppo F5. Và một cây máy thanh lý tiếp theo, xem nào còn cây nào giới thiệu lốt cho các bác nhá. Đây một con A90.
màn hình hơi ám, còn lại hết pin không giới thiệu nữa. Cây này màn hình ám màn, hành thanh lý 2,5 triệu này. Và một cái sản phẩm tiếp theo xem là còn cái cây nào thanh lý em sẽ giới thiệu lốt trong mấy phút đầu tiên. Đây là một con iPhone X hàng thanh lý. Cây này thì tất cả các chức năng hoạt động ok. iPhone X nha các nhá. X này thì main zin 100% luôn. Màn hình thì đã thay màn hình rồi, và khi thay màn hình thì bị lỗi fade đi. Nghĩa là mở khóa bằng khuôn mặt bị lỗi và đã thay màn hình rồi. Các chức năng thì hoạt động bình thường. Mỗi là lỗi fade đi thôi. Đấy, còn lại thì tất cả mọi thứ ok hết các bác nhá. Cây này hiện tại giá em đang bán cho các bác là 3,5 triệu, nhưng mà sẽ trừ 300.000, sẽ giảm giá 300.000 còn 3,2 triệu. Đây loại là cây này là máy là gọi tai nạn nghề nghiệp, thanh lý 3,2 triệu cho các bác nha các bác nhá. Đấy. Và một cái sản phẩm tiếp theo xem nào còn cây nào thanh lý không nè. Đấy là tất cả những cái máy thanh lý rồi, thì bây giờ em sẽ giới thiệu nhanh cho các bác những sản phẩm hàng chính hãng bên em sẽ đang có đây. Đầu tiên là một cái dòng Samsung Galaxy A23 phiên bản Hàn Quốc. A23 thì hiện tại đến thời điểm này em chỉ còn vài cây thôi. A23 có màu trắng và màu đen, máy hình thức đẹp 99%. Cây này thì phù hợp cho những bác mua về tặng ông bà cha mẹ, người già dùng thì rất là bền ngoan các bác nhá. RAM 4GB và bộ trong là 128GB, pin 5000, phù hợp cho các bác mua về tặng ông bà cha mẹ các kiểu thì tuyệt vời luôn. Pin 5000, cây này hiện tại giá là 3,2 triệu các bác nhá. Tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình cho các bác. Samsung Galaxy A23 phiên bản Hàn Quốc. Và một cái sản phẩm tiếp theo thì đây chính là một con Xiaomi Redmi K30 5G. Hàng này cứ hết lại về các bạn, mấy ngày vừa qua thì các bác đặt cái mã ra mã Xiaomi này cũng khá là nhiều. Con này thì hàng này new đẹp 99% luôn, không khác thì một chiếc máy mới. Giá tiền thì chỉ loanh quanh 3 triệu là các bác đã mua rồi. Thì với cái số tiền 3 triệu bỏ ra các bác mua được cái gì? Một cái màn hình cực kỳ to, máy thiết kế rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, một cái lưng của nó là lưng kính này. Màn hình to, kích thước 6,67 inch, hai SIM, hai sóng. RAM 6 trên bộ trong là 128GB. Các chức năng hoạt động ok. Xiaomi Redmi K30 5G. Hiện tại cây này hiện tại giá là 3 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp và dán màn hình cho các bác. Và một cây máy Xiaomi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác, thì đây chính là một con Redmi Note 9 Pro các bác nhá. Redmi Note 9 Pro hàng này new, đẹp 99,69%. Nét nền nẹt không vết mỗi đốt luôn, đẹp như ngọc tờ đinh luôn. Các bác nhìn thấy chất chưa? Một cây Xiaomi vân tay bên cạnh, màn hình to. Đấy, pin của nó lên tới 5000. Con này thì hai SIM, RAM 8GB và bộ trong là 128GB. Đấy, bộ trong là 128GB này. RAM của nó là RAM 8 các bác nha. 8 nhân. Con này hiện tại giá là 3,2 triệu. Một con Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ok, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm mà các bác cũng rất là ưa chuộng. Nếu bác nào mà cần một con máy nhỏ gọn, cấu hình cao, các bác có thể tham khảo cái dòng S20 5G này cho em. S20 5G phiên bản Hàn Quốc các bác nha. Ba cây máy phiên bản Hàn Quốc, ba cây này thì cấu hình của nó ra sao thì em sẽ giới thiệu ngay cho đây cho các bác. Có màu hồng, màu xanh và màu xám, đầy đủ các màu để cho các bác lựa chọn. Hình thức máy thì đẹp tầm 98%, các chức năng hoạt động ok, nguyên zin nguyên bản luôn. Samsung Galaxy S20 5G, một con máy nhỏ gọn, màn hình tràn viền 2K. Đấy, nhỏ gọn các bác nhá. Bác nào mà thích nhỏ gọn thì các bác cầm những con như này. Màn hình tràn viền của nó độ phân giải 2K và tần số quét của màn hình lên tới 120Hz luôn. Nói chung là mướt mượt mượt luôn các bác nhá. Đấy, mướt mượt mượt luôn này. Đấy, độ phân giải đang chỉnh về chế độ 2K thì nó sẽ gọi là nó sẽ tự động chuyển về cái 120Hz, còn khi các bác trở về Full HD thì các bác chỉnh có thể điều chỉnh cái tần số quét này các bác nhá. S20 5G bản Hàn Quốc, một SIM và có hỗ trợ 5G. Đấy, RAM của nó là RAM 12GB, bộ trong là 128GB, chip Qualcomm 865. Con này hiện tại giá đang là 4,500,000 một em, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Bác nào thích chốt thì anh em vào việc nhá. Samsung Galaxy S20 5G phiên bản Hàn Quốc, một SIM. Đấy, chip Qualcomm kết hợp màn 120Hz nữa thì mướt mượt mượt luôn. Ok, một cái sản phẩm tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác, một cái lô hàng Samsung Lốt 20 5G cực kỳ nhiều luôn, có phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ đầy đủ hết cho các bác nhé. Phiên bản Hàn thì giá loanh quanh từ 5,2 triệu cho đến 5,5 triệu, 5,6 triệu là các bác đã mua được cây Lốt 20 rồi. Lốt 20 5G các bác nhìn đây, hai cây em đang cầm trước mặt đây thì là gồm 3 cam sau, một đèn flash này, con này có bút S Pen và cổng sạc nhanh Type C các bác nhá. Đấy, rắc màn hình kích thước rộng 6,7 inch và màn hình con này là màn hình AMOLED này. Đấy, màn hình phẳng tràn viền, RAM 8/256GB, chip Qualcomm 865, pin 4300, có hỗ trợ 5G, chip Qualcomm thì cực kỳ mượt luôn. Camera nét nẹt nẹt luôn này các bác này. Nói chung là dòng Samsung thì camera của nó rất là đẹp các bác nhá. Hai cây máy Note 20 5G này thì em đang bán cho bác là 5,6 triệu. Hàng A đẹp tầm 98 cho đến 99%. 98 99% các bác nhá.
các chức năng hoạt động ok. Đấy, Samsung Galaxy Note 20 5G phiên bản Hàn Quốc, hai cây hàng A đẹp tầm 98-99% thì là 5,6 triệu. Còn ngoài ra có những cây hàng nó ví dụ cây này thì tầm 97-98% thì 5,5 triệu. Đấy, đại loại là tùy theo từng máy mà giá khác nhau. Đấy, Samsung Galaxy Note 20 5G có nhá. Note 20 này thì nói thật các bác dùng thời điểm này quá ngon luôn. Chụp ảnh ok, chip ngon, màn hình các kiểu đẹp. Giá hơn 5 triệu một cây, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Samsung Galaxy Note 20 và có màu hồng này, màu đen này, màu xanh, loanh quanh 5,2 triệu. Thì dòng này em có rất là nhiều những cái hàng 5,2 triệu các bác nhá. 5,2 triệu màu đen cực kỳ nhiều luôn. Đấy, 5,2 triệu màu xanh rồi màu hồng. Thì những cái cây 5,2 triệu này thì hình thức của nó tầm loanh quanh từ 95-97%. Các bác nhìn ở viền vùng cũng tương đối là đẹp, nó chỉ gọi là lấm tấm phe phẩy nhẹ một tí xíu thôi, không đáng kể các bác nhá. Thì đây chính là một cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 5G phiên bản Hàn Quốk, một sim bộ trong là 256GB. Nếu bác nào mà thích dùng hai sim thì các bác quất ngay con bản Mỹ này cho em. Bản Mỹ hiện nay bên em đang có rất là nhiều luôn, cũng giá từ 5 triệu đến 5 triệu 3, 5 triệu rưỡi là các bác đã mua cây rồi các bác nhá. Note 20 phiên bản Mỹ các bác sẽ dùng được là hai sim, hai sóng này. Nhưng mà bộ nhớ trong của nó chỉ có 128GB thôi. Đấy, RAM thì 58, chip Qualcomm 865 cực kỳ mượt luôn. Thì hiện tại cây Samsung Galaxy Note 20 này bản Mỹ em đang bán từ 5 triệu, 5,3 triệu, 5,5 triệu là các bác đã mua rồi các bác nhá. Tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Samsung Galaxy Note 20 cũng là một trong những cái mã máy bên em bán rất là nhiều luôn. Các bác khi mà nhắn tin Zalo cho bên em thì không cần bờ cờ thì hết nhá. Cứ nhắn thẳng vào nội dung luôn, anh cần chốt con Note 20 5G phiên bản méo. Đấy, phiên bản méo màu đồng 5,3 triệu thì các bác nhắn tin vào nội dung này luôn, chụp ảnh màn hình lại sau đó nhắn tin qua bên em. Đây là một trong những dòng máy dùng cực kỳ ổn định luôn. Note 20 bền lành, nói chung là một cái dòng máy lành, ngon. Trong cái tầm tiền hơn 5 triệu các bác nhá. 5,3 triệu, 5,5 triệu, 5 triệu là các bác đã mua rồi. Tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và giá màn hình cho các bác. Và một cái sản phẩm tiếp theo hôm nay em về được một con S20 FE. Cái này là cái mực ghi lên này, cái mực này mai lau phát sạch bong luôn này. Đấy, lau phát đã gần hết rồi. Đây là một cây Galaxy S20 FE. Con này thì phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc các bác nhá. Phiên bản Hàn Quốc. Đấy, đang quay video anh em gọi rất là nhiều. Đây em phải tắt chuông đi. Đây là một con S20 FE. Con này thì phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc. Hàng đẹp 99%. Hôm nay lại về được một cây 4.400.000 các bác nhá. Một cái máy màu xanh cực kỳ đẹp luôn này các bác này. Màu xanh rất đẹp luôn. S20 FE 5G bản Hàn Quốc, một sim, pin 4500, màn 120Hz. Kết hợp với con chip Qualcomm 865 thì mượt 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 luôn. Các chức năng hoạt động ok. Cái này hiện tại giá em đang bán cho các bác là 4.400.000 các bác nhá. Tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Galaxy S20 FE. Và một cái dòng máy trong cái tầm tiền loanh quanh 5 triệu thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái dòng, chính là cái dòng S21 5G. Một cái mã máy mà trong mấy ngày vừa qua các bác cũng lấy tương đối là nhiều. Thì đây chính là cái mã Galaxy S21 5G phiên bản Mỹ các bác nhá. S21 5G này cấu hình của nó ra sao thì em sẽ giới thiệu ngay cho đây cho các bác. Một con máy thiết kế cực kỳ đẹp luôn này các bác này. Các bác nhìn gồm 3 cam sau nhá. 3 camera sau, một đèn flash này. Có cổng sạc nhanh Type-C, loa kép các kiểu đầy đủ luôn. Máy nguyên zin nguyên bản 100%. Một cái màn hình tần số quét 120Hz và kích thước của nó là 6,2 inch, màn hình theo lối màn hình phẳng các bác nhá. Anh em nào mà dùng hai sim thì quất ngay con này cho em, hai sim hai sóng hỗ trợ 5G, dung lượng pin của nó 4000, RAM thì là RAM 8/128GB, chip Qualcomm 858, camera cực kỳ nét luôn. Camera con này thì chỉ dành cho những cái bác mà thích chụp ảnh quay video các kiểu nhiều thì các bác quất ngay con này cho em nhé các bác nhá. Thiết kế đẹp, cấu hình cao, máy nhỏ gọn, phù hợp cho những bác đi lại nhiều thì các bác quất ngay con Galaxy S21 5G. Bên em đang có màu hồng này, rồi màu trắng ngọc tờ rinh này, đấy, màu trắng ngọc tờ rinh này, đấy, màu trắng zin chuẩn luôn các bác nhá. Cây này hết pin mất rồi. Màu đen huyền bí này, loanh quanh 5,5 triệu cho đến 5,5 triệu là các bác đã mua cây rồi. Đấy, các bác nhìn loanh quanh 5,5 triệu là các bác đã mua rồi các bác nhá. Những cây 5,5 triệu thì hình thức tầm trên 97%, đấy, trên 97%, và quan trọng máy nguyên zin nguyên bản luôn 100%, chỉ gọi là phe phẩy nhẹ một tí trên viền thôi, không đáng kể các bác nhá. Thì đây chính là cái dòng Samsung Galaxy S21 5G phiên bản méo, đấy, phiên bản USA đấy các bác nhé. Đọc sang mồm hơn thì anh em cứ đọc là USA, còn đọc bình thường thì cứ đọc là phiên bản méo. Đấy, giá 5,5 triệu cho đến 5,7 triệu là các bác đã mua được một cây rồi. Và hôm nay em giới thiệu cho các bác còn một cây Galaxy S20 Plus phiên bản Hàn Quốc này. Cây này giá chỉ có 5 triệu thôi các bác nhé. Hình thức của máy thì
hơi phe phải nhẹ một chút viền, còn lại thì tổng quát em đánh giá tầm 95%. Màn hình sáng đẹp trong veo. Con này thì màn hình của nó 6.7 inch, hai phiên bản Hàn Quốc, một sim và có hỗ trợ 5G. Pin của nó là pin 4500. RAM thì là RAM 12/256GB, chip Qualcomm 865, bản màu sắc các kiểu trong veo luôn, không có ám ố lưu ảnh một chút gì các bác nhá. Cái này hiện tại giá em đang bán cho các bác là với cái giá là 5 triệu tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và giá màn hình cho các bác. S20 này, 20 Plus rồi thì em sẽ giới thiệu cho anh em xem một cái siêu phẩm họ nhà Samsung. Thì đây chính là cái mẫu S20 Ultra, cũng là một trong những cái mẫu máy bên em đang bán rất là chạy luôn. S20 Ultra phiên bản mẽo, phiên bản USA đây các bác nhá. Con này thì cấu hình của nó ra sao mà là một trong những con máy bán chạy. Cảm nhận đầu tiên khi cầm con này trên tay nhá, cực kỳ hầm hố, chắc chắn và cấu hình thì cực kỳ cao. Các bác sẽ được cảm nhận một con máy cấu hình cao, hàng flagship của Samsung, phải nói là cầm rất đầm tay. Cho anh em mà chiến game con này thì đúng là hết nước chấm luôn các bác nhá. Kể cả làm xem phim các kiểu thì tuyệt vời luôn. Con này là một con mã máy là Samsung S20 Ultra phiên bản 5G, phiên bản Mỹ 2 SIM. Các bác cứ nhìn con nào có hai mây này là hai SIM này. Đấy, trong đó một eSIM và một SIM vật lý. SIM vật lý là các bác cắm trực tiếp vào cái khay SIM này các bác nhá. Còn eSIM là cái gì? eSIM là người ta sẽ thêm thẳng vào trong máy luôn. Vẫn là số của mình và người ta gọi là không cần cắm ra cắm vào nữa. Đấy, thêm eSIM này, các bác ra ngoài nhà mạng người ta quét cho đúng 5 phút ngồi rung đùi này xong thôi các bác nhá. Còn anh em nào mà tự biết thì tải cái app My Viettel về, nó cũng có cái mục chuyển eSIM rất là đơn giản thôi. Thì đây là dòng Samsung S20 Ultra phiên bản Mỹ 2 SIM 2 sóng, hỗ trợ 5G, các chức năng hoạt động ok. Phiên bản Mỹ được trang bị một cái màn hình lên tới 6.9 inch, màn 2K cộng và tần số quét màn hình 120Hz. Màn hình con này nó như thế này rồi mà vẫn còn nhiều bác hỏi em là có con nào nó phải to hơn nữa không? Đấy, hôm nay bác có ba mấy bác vào bảo là anh cần một con màn hình phải to hơn con này để xem cho nó sướng. Thì thực sự là cái màn hình 6.9 inch hiện tại bây giờ nó là to nhất trên các dòng điện thoại rồi. Không còn cái màn hình nào to hơn nữa. Con bác mà cần màn to hơn nữa xin mời các bác đấy, mua một con máy tính bảng nhá. Xin mời mua một con máy tính bảng về nhìn cho nó đã. Chứ còn điện thoại nó chỉ sản xuất đến mức như này thôi là đã là rất là to rồi. Cầm cực kỳ hầm hố và chắc chắn như này nó rất là to rồi. Và con này có quả camera ngắm trị hàng trên cung trăng này 100x các bác nhá, 100x luôn. Hiện tại đối với cái dòng S20 Ultra, giá em đang bán từ 5.8 triệu cho đến 6.7 triệu. Đại loại là một con máy chênh nhau đến gần 1 triệu là chuyện bình thường. Đây ví dụ như đây, con này 6.7 triệu, hình thức đẹp tầm 98%, các chức năng hoạt động ok, ngon lành cảnh quất luôn các bác nhá, và dùng cực kỳ mượt. Con này chỉ có 5.8 triệu thôi, thì tại vì sao mà 5.8 triệu thì em giới thiệu ngay cho đây. Vì nó bị lưu một nó bị ố một tí màn hình này, các bác nhìn này, trên màn hình nó bị gọi là hơi quầng quầng nhẹ một tí này thôi. Cái này thì bao lành nhau bác luôn nhá, bao bền bao lành luôn, không bao giờ bị loang bị đổng hết. Riêng cái này bảo hành bao loang cho bác luôn, không bao giờ sợ bị loang. Còn lại màn hình sáng đẹp trong veo này, các bác nhìn mỗi một tí nó hơi gọi bầm bầm một tí, gọi hơi hằn hằn nhẹ này thôi. Em không hiểu sao nó có cái vết hằn này luôn. Thì cái này thì quá lành, màn hình sáng đẹp, nói chung là không gần như là dùng trong quá trình sử dụng gần như cũng không ảnh hưởng một tí gì đến cái này luôn các bác nhá. Thì hiện tại em đang bán cho các bác cây này với giá 5.8 triệu thôi. Nói chung các bác dùng con này quá ngon luôn, về quất game thì tuyệt vời luôn. Pin trâu, màn to, cấu hình cao, thiết kế cực kỳ ngon các bác nhá. Còn ngoài ra rất là nhiều những cái hàng 6.2 triệu, 6.3 triệu, thì những cái hàng này là hình thức của nó là lưng đẹp, màn đẹp, nhưng mà trên viền của nó hơi phe phẩy một chút này, hơi xước một chút viền. Thì cái này các bác về các bác dùng cái ốp lưng vào đây thôi thì 30.000 cái ốp lưng để lại đẹp như ngọc tờ linh ngay. Đấy, màn hình sáng đẹp các bác nhá, không ám ố, không vầng, không quầng gì hết. Các chức năng ok, ngon lành cảnh đảo, rất là mượt luôn. Samsung Galaxy S20 Ultra phải nói là một trong những cái mã máy rất mượt và cấu hình thì cực kỳ cao, thiết kế ngon các bác nhá. Loanh quanh hơn 6 triệu là các bác đã mua rồi. Thì đây chính là cái mã S20 Ultra phiên bản Mỹ. Từ 6.2 triệu cho đến 6.7 triệu là các bác đã mua được cây hàng màn đẹp. Còn có một cây 5.8 triệu hàng thanh lý. Bác nào mà chốt thì anh em vào việc các nhá. Và một cái sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho các bác, đây chính là một con Samsung Galaxy S21 Plus mới về. Một con máy phiên bản Hàn Quốc đẹp 99%. Các bác nhìn được một con S21 Plus phiên bản Hàn. Cây này thì màu trắng bạc. Đấy, đẹp 99%, nét nền nẹt luôn, gần như không một vết xước nào luôn các bác nhá. Đấy, cấu hình của nó ra sao thì em sẽ giới thiệu ngay sau đây cho các bác. S21 5G, S21 Plus, kích thước màn hình lên tới 6.7 inch. Con này thì RAM của nó là RAM 8/256GB. Đấy, chip Qualcomm chip Exynos 2100. Con này là bản Hàn thì chip Exynos có hỗ trợ 5G. Bộ nhớ trong là 256GB, có game cuộc gọi và có gọi là
có một con có cái hỗ trợ cái tỷ lệ màn 120Hz các bác nhá. Mà 120Hz thì cực kỳ mượt rồi. Camera thì dòng này thì chụp ảnh khá là nét. Đấy, lịnh mắt, nói chung là sáng. Riêng dòng S21 Plus này thì nó sẽ liên thiên về cái xu hướng gọi là lịnh mắt các bác nhá. Lịnh mắt thì đối với cây hàng đẹp 99% này đang là 6.800.000. Tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình nha các bác. Một cái sản phẩm tiếp theo thì nếu bác nào mà thích phiên bản Mỹ thì em đang còn hai cây phiên bản Mỹ màu xám này nữa, à màu tím mộng mơ, tím viền vàng cực kỳ đẹp này luôn các bác nhá. Hai cây màu tím viền vàng. Hai cây này thì cấu hình ra sao thì em sẽ giới thiệu ngay sau đây cho các bác. Bản Mỹ chip Qualcomm Snapdragon là 888 rất mạnh. Màn hình 120Hz, nó khác cái phiên bản Hàn cái gì? Nó khác cái là nó sẽ dùng được là hai SIM. Các bác nhìn này, hai IMEI là dùng được hai SIM. S21 Plus 5G hay S21 cộng 5G thì nó là một các bác nhá. Viên pin khá là ấn tượng luôn, 4800. Đấy, RAM thì là 12GB và bộ trong là RAM 8GB và bộ trong là 128GB. Cái dòng S21 Plus này thì các bác cũng chọn rất là nhiều vì dòng này thứ nhất là cái máy nó không quá nặng mà cái thiết kế của nó đẹp. 3 cam sau, một đèn flash, có loa kép sạc nhanh Type C dùng cực kỳ sướng luôn. Hàng ngày các bác lướt web này rất là sướng luôn các bác nhá. S21 Plus Mỹ này thì có hai cây, còn một cây 6.6 và một cây 6.8. Hai cây này thì loanh quanh tầm 97% cho đến 98%. Các chức năng hoạt động ok, ngon lành, cảnh quất, không một lỗi lầm gì hết. Đây chính là một con S21 Plus 5G phiên bản Mỹ các bác nhá. Và một cái dòng máy tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho các bác thì đây chính là một những cái siêu phẩm cuối cùng tại cửa hàng điện thoại di động MV, chính là Galaxy Note 20 Ultra, S21 Ultra và S22 Ultra. Bác nào cần những cái hàng gọi là led nền nẹt này thì các bác vào việc ngay sau đây cho bác. Ok, đầu tiên thì em giới thiệu cho bác một cái dòng S21 Ultra trước nhá. Một cây máy phiên bản Hàn Quốc đẹp 98%. Cây này nằm phiên bản Hàn Quốc này, màu đen huyền bí, hình thức thì gần như là không có xước sát gì. Đấy, cây này thì tổng quát thì em đánh giá tầm 98%. Màn hình sáng đẹp trong cái tầm tiền mà trên dưới 9 triệu nha. Thì S21 Ultra này là một trong những cái con máy rất đáng để sử dụng thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Thứ nhất, các bác được một cái quả thiết kế cực kỳ chắc chắn này, hầm hố, sang trọng, hiện đại luôn. Một cụm camera, đấy, hai bên này nó bo cong tròn đối xứng này, hai bên này nó vắt vát vuông đối xứng này, rất đẹp luôn các bác nha. Cụm camera ngắm trị hàng xóm 100x, chụp ảnh nét nền nẹt luôn. Cây này là phiên bản Hàn Quốc thì các bác sẽ được là dùng một SIM, có hỗ trợ 5G, pin của nó là pin 5000, RAM 12GB và bộ trong là 256GB. Chip Exynos 2100, camera ngắm cho các bác xem này, chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đây là em đang để tối nhá, khi mà để màn hình sáng lên nhá, nó rất là đẹp luôn này các bác nhìn này, màu sắc các kiểu khi mà chụp lên phải nói là nó là tuyệt vời luôn, đỉnh cao của Samsung luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa, camera này màu sắc chụp tươi đẹp sáng, gần như là anh em mà khi mà đã dùng quen cái dòng Samsung đời cao này rồi ấy, thì các bác gọi là gần như rất là khó bỏ. Bởi vì sao? Khi mà các bác chụp một cái chất lượng như cái máy các bác dùng này hàng ngày thì nó rất là mượt, khi những cái ảnh các bác chụp ra ấy nó cũng chất lượng nó rất là cao các bác nhá. Cam trước thử phát này, đấy các bác nhìn chưa, lấy em quay bằng cái mấy cái cam kia nhìn nó xấu dai, nhưng khi mà chuyển sang cái cam này phải nói là nó đẹp dai ra gấp khoảng chục lần luôn. Thì đây chính là một con Samsung Galaxy S21 Ultra phiên bản Hàn Quốc, bộ trong 256GB, có cái game cuộc gọi nhưng mà nó chỉ dùng được một SIM thôi. Thì cây này giá là 9 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện cho các bác, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình, máy nguyên zin nguyên bản 100% các bác nhá. Thì chơi cây này phiên bản Hàn Quốc 9 triệu. Còn ngoài ra nếu bác nào mà dùng hai SIM thì các bác phải chọn ngay bản Mỹ rồi, vì bản Mỹ thì nó mới hỗ trợ hai SIM, còn bản Hàn thì nó chỉ dùng được một SIM thôi. Đây là lô hàng đẹp 99,69% phiên bản Mỹ, em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết. Hàng nét nền nẹt, không một vết mỗi đốt nào luôn, đẹp không một tì vết các bác nhá. Đấy, có cây của nguyên cả siêu viền này luôn, chưa cả bóc ra này các bác này. Đây chính là một cây S21 Ultra bản Mỹ, hai SIM hai sóng, nhưng mà RAM của nó là RAM 12/128GB, màn hình sáng đẹp trong veo luôn, RAM 12/128GB, chip Qualcomm Snapdragon 888 cực kỳ mạnh luôn, camera này đỉnh cao luôn, camera con này nói chung là gọi là quá đẹp rồi. Đấy, đẹp chưa các bác? Cây này đây đang vướng cái miếng dán ở màn hình này các bác. Đấy. Các bác nhìn thấy khi mà đã bỏ cái miếng dán ra phải nói là quá đẹp luôn, màu sắc các kiểu là cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Thì đây chính là một con S21 Ultra phiên bản Mỹ, phiên bản mẽo đấy. Giá hiện tại em đang bán là 9 triệu 5,
tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình 9.500.000 các bác nhá, tặng sạc siêu nhanh 25W cho các bác luôn. Còn những cái dòng đời thấp thì em chỉ tặng sạc 15W thôi. Bác nào mà cần sạc 25W thì cộng thêm 50.000 những cái dòng đời thấp. Còn những cái dòng từ Ultra trở lên thì em sẽ tặng cho các bác là sạc 25W mặc định. Ok, thì đấy chính là cái sản phẩm S21 Ultra phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ em vừa giới thiệu cho các bác, loanh quanh 5 triệu à loanh quanh sorry các bác, loanh quanh hơn 9 triệu là các bác đã mua một cây rồi. Hôm trước thì em có mấy cây 8 triệu 8, 18 triệu 6 cũng có. Thì những cái cây máy đấy em bán hết rồi các bác nhá. Ok, một cái sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho các bác, một cái mẫu máy phải nói là nó là cái siêu mẫu cực đẹp luôn. Đây chính là cái mẫu S22 Ultra. Các bác nhìn S22 Ultra này phải nói một cái dòng máy đẹp mê ly đến từng milimét luôn, phải nói là siêu phẩm luôn các bác nhá. Đấy, từ dòng S22 Ultra trở lên thì anh em sẽ dùng bút S Pen đấy, thần thánh để vẽ gọi là chân dung người yêu mới gửi tặng cho người yêu cũ đấy, vẽ rất là đẹp luôn. Camera thì cái này thì các bác chụp chung với người yêu mới mà chụp bằng cái camera con này ấy, thì người yêu cũ của nó phải ghen bằng chết luôn các bác nhá. Bởi vì sao? Cái chất lượng camera cực kỳ hoàn hảo luôn. Một con máy S22 Ultra các bác nhìn này đấy, chụp ảnh bằng bút luôn đấy, nhưng mà thực ra cái gọi là chức năng này gọi là có cho nó vui thôi, cũng như rất nhiều bác cũng không sử dụng đến cái này. Đấy, các bác nhìn cái chất lượng hình ảnh này phải nói là nó đẳng cấp Samsung luôn anh em nhá. Tầm này mà có tiền thì đúng quất con này thì nó là số 1 luôn. Phiên bản Mỹ 2 sim 2 sóng và hỗ trợ 5G. Hàng này new đẹp 99,69%, zin đét luôn, cây này còn nguyên cả siêu viền này luôn này các bác này. Phiên bản Mỹ thì cái bộ nó trong à cái chip của nó là chip Qualcomm 8 Gen 1, cực kỳ mạnh các bác nhá. RAM 12 trên bộ trong là 256GB. Màn hình thì đương nhiên nó sáng đẹp như một chiếc máy mới rồi. Các chức năng ok ngoan này cành quất luôn. Đối với phiên bản 256GB bản Mỹ này thì bên em đang bán là 13.999.000. Đấy, khoảng 14 triệu các bác nhá. 14 triệu tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình cho các bác. Bây giờ mà các bác mà đi đập hộp một con S22 Ultra nhá, phiên bản 128GB thôi, ít nhất là các bác phải bỏ ra 17 triệu. Đấy là còn chưa có gói bảo hành đâu các bác nhá. Anh em hôm nay có bác đến các bác nói mới biết, các bác ấy đi mua con S22 Ultra gọi là đập hộp ấy, 17 triệu cộng gói bảo hành hơn 1 triệu, nó hơn 18 triệu mà mới chỉ mua được cái bản RAM 8/128GB thôi, còn chưa mua được cái bản RAM 12/256GB đâu. Mà cái hàng này thì không khác thì một chiếc máy mới, và em bán cho các bác thì rất là nhiều rồi. Các bác dùng thì cực kỳ nành luôn các bác nhá. Một trong những cái mã máy mà gần như chả có cái lỗi vặt gì hết. Bán cái mã này em bán gọi là trên thị trường từ hôm trước đến hôm rờ về rồi, cũng khá là nhiều và tương đối là nhiều luôn các bác nhá. RAM 12/256GB, có bút S Pen các kiểu, loa kép sạc nhanh tai si, chip Qualcomm, pin 5000, màn 2K+120Hz. Những cái đấy là cái điều gọi là thừa thãi đọc lên các bác gọi là bảo là phải nhắc lại, thì những cái đấy các bác thuộc hơn cả em rồi các bác nhá. Một con S22 Ultra tầm này mà có tiền, nếu nói thật các bác quất ngay con 256GB này, dùng thì hết nước chấm luôn, quá đẹp luôn. Chơi Tết để chụp ảnh quay video hoặc các bác dùng thì nó cũng rất là đẹp. Hàng này new thì gần như cũng chẳng có một vết xước nào đâu, nó chỉ thiếu đúng một cái hộp thôi, nó là cái máy mới rồi các bác nhá. Thế là chính là cái mã Samsung S22 Ultra phiên bản dung lượng là 256GB, có màu đỏ đô và màu xanh, đầy đủ hai màu cho các bác lựa chọn. Giá là 14 triệu tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Và ngoài ra bên em đang còn sót lại một cây 512GB màu xanh. Phải nói là màu xanh này là một trong những màu như em ấy, em đánh giá là cái màu đẹp nhất luôn các bác nhá. Màu xanh và màu đỏ kia là hai cái màu đẹp nhất trong tất cả những cái màu mà em nhìn thấy trên cái dòng S22 Ultra. Màu xanh rêu phải nói nhìn đẹp chưa. Cầm con này thì đúng là hết nước chấm luôn. Con này là phiên bản dung lượng là 512GB. Đấy, các bác nhìn này, phiên bản RAM 12/512GB bộ nhớ, chip Qualcomm 8 Gen 1, cây này cũng giá chỉ có 14 triệu 5 thôi, còn rẻ hơn cả bản 128GB đập hộp luôn các bác nhá. 512GB 14 triệu 500 nghìn tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình cho các bác. Và một cái mẫu máy cuối cùng mà em giới thiệu cho các bác trong cái clip ngày hôm nay thì đây chính là một cái siêu mẫu Galaxy Lốt 20 Ultra. Các bác nhìn một cái mẫu máy phải nói là nó siêu đẹp luôn, Lốt 20 Ultra 5G. Phiên bản màu đồng và phiên bản màu đen. Đây là mẫu máy cuối cùng em giới thiệu cho anh em trong cái clip ngày hôm nay. Trong cái tầm tiền mà loanh quanh chưa đến 9 triệu thì cái loại này thì phải nói là số 1 luôn các bác nhá. Thứ nhất là làm sao? Thiết kế đẹp, hội tụ tất cả những cái hay ho nhất trên một con Samsung. Về thiết kế của nó sẽ thiết kế theo phong cách là vuông vắn này, đặc trưng dòng Note ngày xưa là phong cách vuông. Camera 50x, chụp ảnh thì led nền nẹt luôn, chụp cho các bác xem luôn này. Con này thì Lốt 20 Ultra thì cấu hình nó là số 2 thì cũng chẳng con nào dám nhận là số 1 đâu các bạn. Bởi vì sao? Nó quá đẹp. Đấy, lột ra cho các bác xem.
Màn hình sáng đẹp quang luôn nha, không một vết xước, màn zin chuẩn chỉ, không ép kính luôn các bác nhá. Con này thì đã test tất cả các chức năng là hoạt động ok rồi. Camera các bác nhìn này, chụp ảnh ra này, màu sắc phải nói là lốt 20 cũng là một trong những dòng đỉnh cao luôn của Samsung. Một trong những cái màu sắc phải nói là chụp siêu đẹp luôn, lốt 20 Ultra. Đây vẫn là một trong những cái mã máy em đảm bảo các bác luôn, trong vài năm, tầm 1-2 năm tới vẫn là một trong những cái mã máy hot các bác nhá. Cũng giống như kiểu lốt 10 Plus ấy, kể cả bây giờ nó ra tầm 3-4 năm rồi, nó vẫn là một cái mã máy hot luôn, lốt 10 Plus các bác nhá. Thì đây chính là một cái siêu mẫu lốt 20 Ultra, có bút S Pen này, loa kép này, sạc nhanh Type C này, chip Qualcomm Snapdragon là 865+ này, màn 2K+ và tần số quét là 120Hz, RAM 12GB, bộ trong là 128GB, hai SIM hai sóng hỗ trợ 5G. Cây này thì lại hay cái gì? Hay cái là các bác sẽ dùng được là hai SIM một thẻ nhớ đồng thời cùng một lúc coi nha. Giá hiện tại em đang bán cho các bác là 8.900.000, một cây hàng đẹp nét nền nẹt. Các bác đừng so với những cái cây hàng phẩy các bác nhá. Những cái cây hàng phẩy, hàng xấu thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn cả triệu là chuyện bình thường rồi. Đấy, tiền nào của đấy thôi. Cây này 8.900.000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Và đây cũng là dòng máy cuối cùng mà em giới thiệu cho các bác trong cái clip ngày hôm nay. Bác nào mà quan tâm đến những cái sản phẩm của Di Động MV, anh em có thể đăng ký kênh của Di Động MV lại để theo dõi những sản phẩm em update hàng ngày. Đấy, thì khi mà lên sóng các bác có thể xem và các bác cảm nhận được máy nào ok thì anh em đặt cọc và em sẽ gửi hàng cho bác. Đấy, bên em thì hàng ngày sẽ hoàn thiện hơn. Đấy, tất cả mọi thứ. Đấy, uy tín là vàng các bác nhá. Và ok, xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.